Cộng đồng Weibo gọi tuyển Trung Quốc là vì tuyển tuyệt vọng. Đối thủ Edo đền dịp phút 14, rồi còn 10 người từ phút 19, nhưng tuyển Quốc vẫn thua, đó là vì tuyển tuyệt vọng. Fan Trung Quốc nói như thế. Bảo mạng của cộng đồng mạng Trung Quốc Weibo lại nổi lên. Lần này họ đòi phải cho huấn luyện viên Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc ra đi. Fan Trung Quốc đã không còn kiên trì bất chấp bão tiêu cực đang giáng xuống nền bóng đá nước này và cơ quan chức trách Trung Quốc quyết e đào tận gốc. Và tất nhiên đội tuyển bị yếu đi để làm lại. Nhưng hàng triệu fan thì không quan tâm điều này. Họ ví đội tuyển quốc gia là đội tuyển tuyệt vọng. Lượt trận đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 sang Saitama làm khách, tuyển Trung Quốc bị chủ nhà Nhật Bản gây dội mưa gôn vì 7 bàn. Sang lượt trận thứ 2 về sân nhà tiếp Saudi Arabia lại thua 1-2. Điều đáng nói ở trận thua thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini này trên sân Đại Liên là ngay phút 14, Saudi Arabia đã dây tặng ở ngay cho chủ nhà Trung Quốc một bàn thắng bằng pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Ali Larami. Nó rất lợi thế cho Trung Quốc về mặt tinh thần. Chưa hết, 5 phút sau bàn thua thì Saudi Arabia bị mất người do Mohamed Kano bị thẻ đỏ trực tiếp phút thứ 19. Vô cùng lợi thế nhưng cuối cùng Trung Quốc vẫn thua ngược 1-2 bằng cú đúp của Hasan Kadix. Fan rất tức giận huấn luyện viên người Croatia này. Tuy nhiên thực lực đội tuyển Trung Quốc mới là vấn đề. Để góp mặt ở giai đoạn 3 này thì không phải tuyển Trung Quốc hay mà cái chính là nhờ thủ môn của Singapore Hasan Sangni. Lượt trận cuối, Singapore đến Thái Lan làm khách dù thua 1-3 nhưng các chân sút Thái Lan không thể ghi bàn thứ tư vì thủ môn Hasan Sangni đã 11 lần cứu thua cho Singapore để Thái Lan không có chiến thắng 4-1 mà chỉ 3-1. Trong khi đó lượt cuối Hàn Quốc thắng nhẹ Trung Quốc 1-0. Nếu Hàn Quốc thắng 2-0 hay Thái Lan thắng Singapore 4-1 thì Trung Quốc đã bị loại, đội vào giai đoạn 3 chính là Thái Lan. Lần đó thủ môn Hasan Sangni được fan Trung Quốc xem là người hùng giúp tuyển Trung Quốc. Anh này được fan Trung Quốc tặng tiền rất nhiều và sau đó gia đình sang Trung Quốc du lịch. Huấn luyện viên Branko Ivankovic không hề kém khi dẫn dắt Oman. Tuy nhiên hồi tháng 1 năm nay ông tiếp quản tuyển Trung Quốc từ huấn luyện viên Ajankovic, Serbia, cũng đã e đầu hàng y với tuyển Trung Quốc. Qua 6 trận đấu, tuyển Trung Quốc thời Ivankovic chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận. Nay fan Trung Quốc ví đội tuyển là tuyển tuyệt vọng và đòi trảm huấn luyện viên Ivankovic. Trảm huấn luyện viên Ivankovic thì chẳng khó, nhưng ai làm tốt cho đội tuyển Trung Quốc là vấn đề lớn. Cơn bão tiêu cực ập xuống guồng máy bóng đá Trung Quốc nhiều năm qua khiến lãnh đạo CFA đến huấn luyện viên trưởng, cầu thủ đi tù rất nhiều. Nay lực lượng tuyển Trung Quốc đang được trẻ hóa và không mạnh. Nguồn ngoại binh nhập tịch Trung Quốc cũng rất kém vì họ đang đá giải K-League của Trung Quốc chất lượng không cao.